Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyền 11 chương 9 khói báo động tái khởi, hồi 1 Đang suy nghĩ, hạng thiên thọ đã bình tĩnh lại, tiến lên chắp tay nói, vị tiểu ca này, được ngươi giác ngộ hạng mỗ thật sự cảm kích. Vừa rồi nếu có chỗ đắc tội, thỉnh xin bao dung." Tần Trọng Hải thấy hắn rất cung kính, cười nói, "Nói hay lắm, hạng lão thủ tín trọng nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh, thật sự là đáng khâm phục." Tại hạ nếu không phải vì tiền đồ sơn trại, không dám đắc tội bức ép như vậy. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Đào Thanh tiến lên đề nghị, "Hạng đường chủ, vị tướng quân này họ Tần, tên là Trọng Hải, là nhị công tử của bá tiên công." ngày trước là danh tướng của triều đình. Hắn có ra thế tài cán như vậy, sơn trại chúng ta chắc chắn có cơ hội trùng kiến. Ngày sau còn mong hạng đường chủ hỗ trợ nhiều hơn. Lần này Tần Trọng Hải không có cắt ngang nói chuyện, mặc cho hắn giới thiệu lai lịch của mình. Hạng thiên thọ nghe Tần Trọng Hải là nhi tử của Sơn Chủ ngày trước, nhất thời cảm thấy kinh ngạc, nói, có chuyện này sao? Không phải cả nhà bá tiên công đã bị giết sao? khi nào lại thêm một đứa con trai? Vừa nói vừa nhìn Tần Trọng Hải từ trên xuống dưới, vẻ không tin lắm. Chuyện Tần Trọng Hải được phương tử kính nhận nuôi, trong thiên hạ không mấy người biết, hạng thiên thọ hoài nghi như vậy là điều đương nhiên, ngôn nhị nương nhăn mày lại đang muốn nói. Tần Trọng Hải đã ngăn lại, cười nói, hạng đường chủ, nếu ta thật sự là nhi tử của lão trại chủ, hạng lão huynh sẽ niệm tình cố nhân, cùng ta lên núi sao? Hạng Thiên Thọ gật đầu nói: "Ta thân chịu trọng ân của Bá Tiên công, nếu các hạ thật là hậu nhân của Tần gia, tự nhiên ta sẽ đi theo." Tần Trọng Hải thở dài, mỉm cười lại nói: "Vậy chúng ta quay người đi, nếu tại hạ không phải là nhi tử của Tần Bá Tiên, chỉ là đồ đệ cồn vọng mạo danh thay thế, lão huynh sẽ làm thế nào?" Hạng Thiên Thọ hừ một tiếng, nói: "Nếu đúng như vậy, ta đây cần gì phải đi theo ngươi?" Ngôn nhị nương âm thầm kêu khổ, không biết Tần Trọng Hải vì sao nói chuyện như vậy, đang buồn bực, liền thấy Tần Trung Hải kiêu ngạo ngửa mặt lên trời, phất tay như muốn tiện khách. Hắn trầm giọng nói, hạng huynh á hát hạng huynh, ta họ Tần cũng được, họ quy cũng vậy, các hạ đều không nên so đo. Chúng ta hành tẩu trên giang hồ, đều là chú ý ánh mắt chính mình, tuyệt đối không phải vì thân thế chó má gì. Ta mặc dù là hậu nhân của Tần Gia, nhưng nếu vô năng bất tài, tham sống sợ chết, các vị ai cũng coi ta là chủ, làm sao có thể làm nên đại sự. Chắp tay lại nói, hạng huynh cường điệu xuất thân như thế, tần mỗ không dám cưỡng ép. Hẹn gặp lại, đột nhiên xoay người bước đi. Tần trọng hải khó khăn mới đưa được người ra ngoài, nhưng lại để thả đi như vậy. Mọi người nghe xong lời này, đều thất thần nhìn nhau một hồi, không biết nên thế nào ngôn nhị nương vừa ngạc nhiên vừa lo lắng đuổi theo nói tần trọng hải khó có được mọi người đoàn viên huynh đang làm gì vậy tần trọng hải lại phớt lờ tự mình lên núi hạng thiên thọ nhìn bóng lưng của hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó lập tức kêu lên tướng quân chờ một chút tần trọng hải quay đầu lại chắp tay nói tiên sinh có chuyện gì chỉ giáo hạng thiên thọ cười lớn chạy tới trước mặt Tần Trọng Hải, chắp tay nói, tính tình tướng quân như vậy, thật sự khiến người ta yêu thích. Với tính cách nhân phẩm thế này, bất luận ngươi có phải là con trai của lão trại chủ hay không, hạng mẫu đều nguyện cùng ngươi làm nghiệp lớn. Hai người bốn mắt nhìn chăm chú, Tần Trọng Hải cười to một tiếng, lớn tiếng nói, thật sảng khoái. Đánh thiên hạ chính là như vậy. Đây mới là anh hào của nộ thương sơn chúng ta. Tần Trọng Hải là người yêu nhân tài, quý trọng nhân tài, năm đó đang ở triều đình tối đêm còn tìm kiếm Lưu Vân, sợ tài năng của hắn sẽ bị chôn vùi, hiện giờ đang chiến đấu vì nghiệp lớn của mình, càng không muốn buông bỏ bất kỳ huynh đệ nào cùng nhau tạo nghiệp lớn, vừa mới nói chuyện như vậy, có ý hắn không có ý định mượn tên họ danh tiếng của cha mình. Thấy hạng thiên thọ đồng ý lên núi, nghĩ đến lại có thêm một hào kiệt đồng hành, lại càng cảm thấy hưng phấn hai người nhìn nhau cười to, lập tức kề vai sát cánh lên. Chỉ là trên người hạng thiên thọ nhiều bọ chết như vậy, tần trọng hải ôm hắn chẳng phải bọ chết nhân cơ hội chuyển nhà sao? Hút máu tiểu trùng vui mừng chuyển nhà, người tần trọng hải khó tránh khỏi ngớ ngáy, miệng nhếch lên, run tay run chân, dáng vẻ có chút kỳ quái. Ngôn nhị nương nhìn thấy hai người bọn họ xây dựng lại mối quan hệ tốt rất vui mừng, nàng sợ tính tình hai người kỳ dị, trong chốc lát lại xảy ra chuyện, vội vàng nói, tần tướng quân, ai cũng nói như vậy, người sao có thể giấu giếm thân phận nữa. Mau để lộ diện hình xăm sau lưng đi để không khiến mọi người nghi ngờ. Tần trọng hải ngứa ngáy toàn thân, sớm đã muốn cởi quần áo, vội vàng cởi áo trên, hai tay còn không ngừng cào gãi ở sau lưng. Hạng thiên thọ không quan tâm hắn đang cào cái gì, hình xăm đập vào mắt hắn, trong mắt nhất thời lệ quang chấp động, hắn quỳ dạp xuống đất, ngửa mặt lên trời khóc dòng nói. Ông trời ở trên cao, bá tiên công có một người con trai như vậy, người chết đi cũng không uổng. Nghe hắn nhắc tới phụ thân, tần trọng hải vội vàng thu dọn bộ mặt xấu xí, đỡ hắn đứng dậy, cười nói, được hạng đường chủ yêu quý, tiểu tử ngày sau được các vị nâng đỡ, sẽ quản lý sơn trại thật tốt, không phụ danh nghĩa của phụ thân. Ngôn nhị nương xinh đẹp cười nói, đừng nói nữa chúng ta hãy lên núi để ăn Tết, cùng nhau đi thôi. Hạng thiên thọ nghe thấy hai chữ ăn Tết, thoáng chốc ngửa mặt lên trời thở dài, nói, ta có 18 năm không uống rượu, ai? Nếu có một ly rượu ngon vào bụng, chết cũng không tiếc. Đào Thanh cười nói, yên tâm, có kim mau quy ta ở đây, không lo không có rượu uống. Tần Trọng Hải cười nói, không thịt làm người gầy, không rượu làm người khổ với người bạn tốt đỗ khang này tuy rằng sơn trại chúng ta ít người lại không quạnh quẽ mọi người đều rất vui khi nghĩ đến cảnh quây quần vui vẻ trong đêm khi mọi người quay trở lại đỉnh núi chỉ thấy sơn trại đổ nát đồ dùng mục nát hầu như không còn dùng được âu dương dũng lấy ra một con dao thép chặt tre và gỗ trong nháy mắt đã làm xong vài cái bàn ghế tần trọng hải thấy hắn sử dụng thiết bị rất thành thạo trong lòng âm thầm khen hay thầm nghĩ vị thiết miêu lão huynh này thật sự lợi hại, sau này nhất định sẽ phụ trách việc chế tác binh giới, sơn trại có thể thịnh vượng. Tần Trọng Hải tự ngồi ở công đường, thấy mọi người rửa tay nấu cơm, rửa sạch quét tước. Ngôn nhị nương mỉm cười bố trí mọi nơi, nàng treo lá cờ do phương tử kính truyền lại trên đại sảnh, lửa đỏ chữ nộ vừa hiện lập tức khiến mọi người gieo hò. Tần Trọng Hải nhìn Trung Nghĩa đường sinh khí bừng bừng, hồi tưởng năm trước lên núi rách nát, khóe miệng mỉm cười, về sau nơi này là nhà của ta. Năm đó cha sáng tạo nơi này, cùng thiên hạ anh hào tại đây gặp nhau, ai ngờ sắp thành lại bại, chết trên đường. Sau này đứa con này sẽ từ từ tiếp nhận, nhất định sẽ trùng kiến nộ thương, tái khởi trung nghĩa. Thấy trời đã tối, ngôn nhị nương lấy giấy bút ra, thỉnh tần trọng hải múa bút viết chữ, tần trọng hải nghe vậy kinh hãi, Lão tử làm sao viết chữ? Nhiều nhất chỉ vẽ được mấy con rùa đen thôi, cô cần xem không? Ngôn Nhị Nương xinh đẹp cười, biết người này văn vở cực thấp, lập tức nói, "Huynh không muốn múa bút, vậy để cho ta viết, được chứ?" Trước đây Ngôn Nhị Nương nói chuyện với hắn chủ yếu là hung dữ và thô lỗ, hôm nay đột nhiên uyển chuyển dịu dàng, tâm tình quả thực không tồi. Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của nàng, Tần Trọng Hải trong lòng chợt động, cười nói, Cô muốn viết bao nhiêu thì viết bấy nhiêu, muốn viết bao nhiêu cũng được. Ngôn nhị nương không hiểu hắn nói bậy gì, lập tức lắc đầu cười, bắt đầu viết. Tần Trọng Hải thăm dò nhìn, thấy trên tờ giấy thứ nhất viết mấy chữ, chính là người sáng lập nộ thương sơn, linh vị của Tần Bá Công. Tần Trọng Hải a à một tiếng nói, nhị nương thật là cẩn thận, nếu không ta cũng đã quên việc tế bái tổ tiên rồi. Ngôn nhị nương hơi mỉm cười, thấp giọng nói, huynh vốn tính sơ ý, nhưng điều đó không quan trọng, về sau có ta thay huynh xử lý. Nói tới đây, gương mặt đột nhiên ửng đỏ như lửa đốt. Nàng vội vàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục viết, thấy linh vị của huynh trưởng ngôn chấn võ của nàng, tần trọng hải thầm nghĩ, nhị nương với triều đình có thủ sâu như biển, thân thế nàng bi thảm như thế, cùng với ta thật là đồng bệnh tương liên. Ngôn nhị nương hốc mắt ửng đỏ, lại đề bút viết nói, thiên lộc đường đường chủ đồng tân linh vị, đại chính quan thủ tương thường phi linh vị, thủy quân giáo đầu mạnh vô ngân linh vị. Nhất thời lưu loát mà viết mấy chục người. Tần Trọng Hải càng xem càng kinh hãi, thầm nghĩ, năm đó sơn trại bị phá, đã chết rất nhiều huynh đệ như vậy. Xem ra trận đại chiến năm cảnh thái thứ 14 này thật sự không phải là nhỏ. Chuyển qua nhìn đám người cáp bất nhị, tất cả đều bật khóc, ngay cả một người cứng cổ như hạng thiên thọ cũng đang âm thầm rơi nước mắt. Ngôn nhị nương viết liên tiếp hàng chục người, đột nhiên nghiến răng, thoáng chốc viết nói, mã quân ngũ hồ tướng, tây lương tiểu lữ bố hàn nghị linh vị. Tần trọng hải chấn động, thầm nghĩ, đây chẳng phải là phu quân của nàng sao? Sao nhị nương lại viết ra linh vị của hắn? Ngay khi hắn đang suy nghĩ, đào thanh đã kéo ống tay áo hắn, ghé sát vào tay hắn nói nhỏ, Tần tướng quân, đại tỷ của chúng ta nhờ ngươi. Tần Trọng Hải thông minh, vừa nghe một câu, lập tức mắng mình ngu xuẩn. Tần Trọng Hải, chuyện như vậy ngươi nhìn cũng không thấu, thật là càng sống càng lùi. Ngôn nhị nương 15 tuổi thủ tiết, đến nay đã có 18 năm năm tháng, bên nhau vui vẻ với tiểu lữ bố không nhiều đã phải chia lìa. Nói đến đoạn hôn nhân này thật sự đáng thương. Giờ phút này nàng viết xuống tiểu lữ bố linh vị, từ đây sẽ được giải thoát. Đào Thanh biết Tần Trọng Hải và Ngôn Nhị Nương có tình cảm với nhau, lập tức liền tới nhắc nhở một phen, hy vọng Ngọc Thành việc này. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Ngôn Nhị Nương chảy dài trên khuôn mặt, tuy nói chua sót vô hạn, nhưng cũng xem như giải thoát rồi. Tần Trọng Hải vỗ vai Đào Thanh, ý bảo hắn đừng quá lo lắng. Đào Thanh đáp lại bằng một nụ cười, chắp tay có ý chúc mừng. Mọi người dán giấy trắng lên tấm bài gỗ, lần lượt để từng cái lên trên để thờ cúng. Tần Trọng Hải lúc này mới thắp hương chủ trì, khấn vái, Tần mũ chịu hình hạ mục, lẽ ra phải chết, may mắn là các huynh đệ chúng ra trước sau nâng đỡ, có chư vị tiên hiền trên trời bảo hộ, cuối cùng bảo toàn được tính mạng, trả lại được võ công. Trong lúc đại nạn không chết, Tần Mỗ nhân danh cha mình, chỉnh đốn lại sơn trại, xây dựng lại nghiệp lớn không phụ kỳ vọng của thiên hạ. Hắn quỳ xuống, bái nói, hôm nay, hạng thiên thọ, ngôn nhị nương, Âu Dương Dũng, Đào Thanh, Cáp Bất Nhị, tất cả chúng ta tụ hội ở sảnh đường công tự ý nghĩa cuộc đời. Cầu Sơn chủ phù hộ cho chúng ta sẽ lại dương cao ngọn cờ. Tất cả anh Linh huynh đệ chết trận không lâu nữa có thể nhắm mắt yên nghỉ. Hành lễ đã xong, mọi người từng người tiến lên dâng hương cầu khẩn chỉ thấy ngôn nhị nương quỳ gối trước linh vị tiểu lữ bố, nước mắt lưng tròng, không ngừng lẩm bẩm, tự hồ có vô số điều muốn nói. Tần Trọng Hải biết mình không nên quấy rầy, liền bước sang một bên uống rượu, để nàng chút nỗi u uất trong lòng. Tết đoan ngọ chè chén, rượu hùng hoàng rất mạnh, mọi người tụ tập lại với nhau, các bất nhị làm rất nhiều bánh trưng, ác thanh ác khí đưa cho Tần Trọng Hải, thấy hắn có chút đỏ mặt, không ngừng nhìn lén xem hắn có hài lòng hay không, sau mới buông bỏ khúc mắc với hắn. Âu Dương Dũng mặc dù không nói được lời nào nhưng vẫn liều mạng đi tìm Tần Trọng Hải uống rượu, không ngờ lại rất bội phục hắn như vậy. Kể từ khi Nộ Thương Sơn bị phá vỡ vào năm cảnh thái thứ 14 tới nay, gần 20 năm mới có người tụ tập lại đây, ánh nến thấp thoáng, hảo hán uống say, tuy không có kim bích huy hoàng điện gác mái vũ, nhưng tâm trạng của mọi người đủ để bày tỏ tâm tình hoài bão một đời mọi người đang uống rượu vui vẻ cáp bất nhị thấy ngôn nhị nương vẫn chưa đến liền hỏi đại tỷ đâu sao không thấy bóng người đào than biết ngôn nhị nương vẫn còn trước linh vị của tiểu lữ bố cầu khấn liền liếc nhìn qua tần trọng hải thấp giọng nói tần tướng quân đại tỷ thương tâm quá độ ngài có thể khuyên nhủ tỷ ấy qua đây không đào thanh đi theo ngôn nhị nương nhiều năm nếu muốn thuyết phục nàng, đương nhiên cũng quen thuộc, chỉ là hắn không tự mình đi qua lại nhờ Tần Trọng Hải, tất nhiên là có dụng tâm. Tần Trọng Hải là một người thông minh, đứng dậy liền nói, đào huynh đừng hoàng hốt, để ta qua đó xem. Đang muốn xoay người, chợt nghe thấy một âm thanh ôn nhu nói, không cần, ta tới đây. Mọi người quay đầu lại nhìn chừng chừng, thoáng chốc đồng thanh kinh ngạc cảm thán thấy ngôn nhị nương trang điểm một lớp phấn mỏng, thay một chiếc áo khoác màu hồng phấn, một mái tóc dài đen nhánh, xinh đẹp đứng ngay sau lưng tần trọng hải. Đám người cáp bất nhị đi theo nàng đã lâu, chưa từng thấy nàng trang điểm tỉ mỉ như vậy nên nên cảm thấy khác lạ. Ngôn nhị nương có chút ngượng ngùng, liếc nhìn tần trọng hải một chút, xấu hổ nói, đã lâu không mặc xiêm y năm đó, nhìn có được không? Tần trọng hải thấy nàng thần sắc diễm lệ, dáng vẻ duyên dáng nên liều lĩnh gật đầu, lại có chút nước miếng giàn rùa. Ngôn nhị nương khẽ mỉm cười, thu lại vẻ ngượng ngùng, ngồi xuống bên cạnh tần trọng hải, nâng chén rượu lên, nói với mọi người, vừa đúng dịp ngày hội, nhị nương kính chư vị một chén. Thoáng chốc uống một hơi cạn sạch, ánh lửa phản chiếu trên má nàng, khiến nàng trông càng kiều diễm không gì sánh được. Tần Trọng Hải nhìn đến rất vui vẻ thoải mái, vừa cười cũng đáp lễ một chén. Đêm đến mọi người uống say mềm, từng người ngủ gục trước sảnh. Tần Trọng Hải tử lượng hơn xa mọi người, lúc này mọi người đều đã ngủ say, chỉ còn hắn ngồi uống một mình. Thấy lửa sắp tắt, hắn thêm ít củi, mỉm cười nhìn mọi người. Bên cạnh ngọn lửa, Đào Thanh, Cáp Bất Nhị và Âu Dương Dũng đều ngủ một cách thoải mái, trên môi nở nụ cười, Tần Trọng Hải thầm nghĩ, tính mạng của tất cả những huynh đệ này, ngày sau đều nằm ở ta, tần trọng hải a hát tần trọng hải, ngươi cần phải tự giải quyết cho tốt. Hắn thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy trên vai sứ mệnh thật nặng nề, trăm triệu khinh thường không được. Ngày đó hắn nhảy xuống châu mẫu lãng ma, đã dương đao thể độc, chẳng qua là vì lửa giận trong lòng dâng trào, nhưng hiện nay chậm rãi mộng tưởng trở thành sự thật, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí cách có thể, tuyệt không thể lại có sơ suất. Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một tiếng ưm ư, là giọng của ngôn nhị nương. Tần Trọng Hải thấy nàng ngủ giữa các huynh đệ, bộ dáng thật là ngây thơ. Thổ tử kia dựa gần đại tỷ ngủ, thật là chiếm lợi thế. Tần Trọng Hải khẽ mỉm cười, đại tỷ ngốc này, ba mươi mấy rồi mà còn không hiểu nam nữ khác biệt. Lập tức một chân đá văng thố tử ra, bế ngôn nhị nương vào phòng hắn tìm một căn phòng bên cạnh trung nghĩa đường dọn dẹp những mảnh vỡ và thạch cao rồi đặt ngôn nhị nương lên giường đất thấy khóe mắt nàng ươn ướt tần trọng hải thầm nghĩ nàng vốn định mang theo huynh đệ an cư lạc nghiệp không ở trên giang hồ lăn lộn hiện nay vì ta lại lại lần nữa cuốn vào bên trong thị phi tần trọng hải a hát tần trọng hải mặc kệ phải khiến nàng bình an vui vẻ không để nàng phải chịu khổ nữa hắn đưa tay cởi áo ngoài khoác lên người ngôn nhị nương xuống, sau đó trở về đại điện. Ánh lửa thấp thoáng, đại điện to như vậy chỉ có mình tần trọng hải ngồi đó, nghĩ đến những thăng trầm của cuộc đời mình trong một năm qua, không khỏi lòng tràn đầy cảm khái, chậm rãi đi ra ngoài điện, nhưng thấy đêm lạnh như nước, tinh quang đầy trời, hắn nhìn ra núi xa, suy nghĩ xuất thần, trong lòng chợt phát kỳ tưởng, nếu hầu ra đến sơn trại làm đại vương, huynh đệ năm xưa chúng ta tạo phản, thật là có bao nhiêu khoái ý. Hắn tự biết niệm này quá mức hoang đường, nhịn không được cười khổ hai tiếng, lắc lắc đầu, lại nghĩ đến Lưu Kính, ngửa mặt lên trời cầu khẩn. Lưu Tổng Quản, ngày ấy ông chết không minh bạch, trước khi chết di ngôn ta cũng không thể ông làm được, nhưng tần trọng hải ta rốt cuộc sống sót. Nguyện ông trên trời có linh thiêng phù hộ, giúp ta xử lý tử địch cả đời giang sung, cũng giúp ông có thể chút nỗi oan ức đang thở dài, chợt nghe có người nói, tướng quân đang lo lắng chuyện gì. Tần Trọng Hải quay đầu nhìn lại, người tới là hạng thiên thọ. Quyền 11 chương 9 khói báo động tái khởi, hồi 2. Tần Trọng Hải mỉm cười nói, ngủ không được sao. Hạng thiên thọ ha ha cười nói, ta ở trong miếu đổ nát 18 năm, đổi giường mới có chút không quen. Thật là đời rẻ rúng. Nội công của hạng thiên thọ tinh vi, có thể hơn xa một đám người, mấy vỏ rượu tất nhiên là không thể khiến hắn say khớt, lại thêm hắn vừa thoát khỏi gông cùng xiềng xích, trong ngày hội chúc mừng, tự cũng khó có thể đi vào giấc ngủ, liền tới cùng Tần Trọng Hải tâm sự. Tần Trọng Hải nhìn ngọn núi phía xa nói, hạng đường chủ, chúng ta tuy rằng trở về sơn trại, nhưng trên núi vô binh vô tướng, trong núi cũng không có vàng bạc, chúng ta việc cần làm ngay, không biết ngươi có cao kiến gì thấy hắn có chút lo lắng, hạng thiên thọ vội vàng nói, trùng kiến sơn trại không phải chuyện một ngày, năm đó lão trại chủ khởi binh tạo phản, phải tốn rất nhiều công sức mới tạo ra được cục diện. Tướng quân đừng nhất thời nóng vội. Tần Trọng Hải thở dài một tiếng, ngồi xuống, nói, ban ngày nghe ngươi nói, xem ra ngươi bị giam cầm trong miếu, có liên quan đến thiếu lâm tử. Hạng thiên thọ thần sắc ngưng trọng gật đầu nói, năm đó vây công sơn trại, ngoài quân mã của triều đình còn có vô số cao thủ chính đạo không chỉ đại phái thiếu lâm võ đang tấn công vòng vây còn có một số nhân vật lục lâm cũng được triều đình chiêu mộ nói cách khác chúng ta là sức mạnh của một ngọn núi chống lại binh lính của cả một nước tần trọng hải trong lòng phiền não thầm nghĩ dương lang trung xuất thân thiếu lâm vi hộ vệ sư thừa võ đang lần này ta trùng kiến nộ thương sơn nhất định sẽ xung đột với sư môn của họ Hắc hắc, nhưng đừng tới mức không thể nào vãn hồi. Nghĩ đến đây, càng lo lắng hơn. Hắn than vài tiếng, lại hỏi, lão huynh võ công lợi hại, làm sao năm đó lại bị Thiếu Lâm bắt được? Hạng Thiên Thọ khẽ lắc đầu, nói, ta đã không phải bị ai đó bắt được. Họ Hạng tuy rằng là nhân vật mới, nhưng cũng không vô dụng như vậy. Năm đó ta là một mạng đổi một mạng, chuộc các huynh đệ ra. Tần Trọng Hải lắp bắp kinh hãi, nói, chuộc ra. Đây là có chuyện gì? Hạng thiên thọ hồi tưởng chuyện cũ, nói, năm đó thiên tuyệt tăng được triều đình mời dẫn quân thẳng vào núi. Ta thấy sân trại đã bị phá hủy, rất nhiều quan quân liên tiếp lên núi, thật sự không thể ngăn cản, liền dẫn nhưng huynh đệ còn sống sót trong sân trại chạy trốn từ con đường mòn phía sau núi, vốn tưởng rằng có thể bình yên rút lui, ai ngờ gặp thiếu lâm hòa thượng mai phục, sau một trận đại chiến tất cả huynh đệ đều bị bắt chỉ có ta chạy thoát tần trọng hải gật đầu nói thì ra là như vậy sau này ngươi lấy mạng cứu bọn họ ra hạng thiên thọ cười gượng nói ta là đường chủ thiên quyền đường lúc đó tất cả những tay cứng rắn trên núi đều đến thần quỷ đình những người huynh đệ còn lại đều rất tin tưởng ta triều đình tất nhiên bắt tất cả bọn họ một mình ta sao có thể đi tuy ta muốn cứu người nhưng có nhiều cao thủ thiếu lâm như vậy, thật sự khó có thể đắc thủ. Mắt thấy hai bên giằng co, linh âm đại sư nói chỉ cần ta tự nguyện đầu hàng, ông ấy sẽ đảm bảo rằng thiên tuyệt tăng sẽ thả các huynh đệ thiên quyền đường ra. Tần Trọng Hải cả kinh nói, thiên tuyệt tăng là ông ta bắt ngươi thề độc. Hạng thiên thọ buồn bã gật đầu nói, đương nhiên là hắn. Cũng là ta có tiếng trọng nghĩa, giang hồ có chút danh khí, linh âm đại sư lại nói giúp đảm bảo thiên tuyệt tăng mới tin lời thề của ta qua mấy năm những huynh đệ cũ của ta phát hiện ra ta ở đó đến yêu cầu ta rời khỏi miếu hạng thiên thọ há là người phản phúc liền đều bị ta đuổi đi bức ta quá ta còn đả thương vài vị huynh đệ tin tức lan truyền thiên hạ đều nói hạng thiên thọ bị điên rồi hai ai hiểu được nỗi khổ của ta tần trọng hải trong lòng bội phục thầm nghĩ Người này tuy chỉ là thổ phỉ, nhưng lại là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, có thể kết giao với một người như vậy không phải uổng công vô ích. Tần Trọng Hải nhìn xuống chân núi hỏi: "Hạng Đường chủ đi theo phụ thân ta, vậy có biết hắn năm đó chuyện như thế nào không?" Hắn không biết nhiều lắm về quá khứ của Tần Bá Tiên, chỉ biết được cả nhà bị giết, từ đây nhập quan tạo phản, còn lại không biết gì cả, liền mở miệng hỏi. Hạng Thiên Thọ trầm tư một lúc rồi nói: ta không phải từ đầu đi theo lão trại chủ. Nghe nói năm đó lệnh tôn xuất binh quan nội, chỉ có một ít cấp dưới hộ tống. Trong số đó, người có võ công cao nhất là Thạch Cương. Người này được xưng là khí trùng tắc bắc, người thứ hai trong ngũ hồ đại tướng. Lúc đầu đánh thiên hạ có ba vạn đội quân được lãnh đạo bởi người này, lão trại vương coi đây là cơ, mới kêu gọi nghĩa sĩ thiên hạ làm việc lớn, lập ra nộ thương sơn hắn nhìn tần trọng hải nói nếu tướng quân có thể noi gương lão trại chủ mượn triều đình ít binh mã vậy vạn sự không lo tần trọng hải một mình tạo phản cũng không sao sao có thể liên lụy liễu ngang thiên lập tức lắc đầu nói ta tuy rằng từng làm quan trong triều nhưng quyền binh không thể so với phụ thân chuyện này không dám nghĩ tới hạng thiên thọ trầm ngâm nói thật sự không ổn chúng ta ít người lực mỏng triều đình lại binh mã hùng cường tướng quân có kế sách thần kỳ gì sao tần trọng hải nhìn bầu trời đầy sao mỉm cười nói trước mắt đừng phiền não những việc này ngồi mà nói không bằng bắt đầu hành động thừa dịp trời tối chúng ta xuống núi thu chút hoa màu rồi lại nói sau đó chớp chớp mắt nhếch khóe miệng với hạng thiên thọ hạng thiên thọ nguyên bản lòng tràn đầy buồn bực nhưng khi nhìn thấy sự gian xảo trong mắt tần trọng hải nhất thời cười ha ha, nói, tướng quân muốn làm việc này, tìm lão hạng ta thật là đúng người. Hai người nhìn nhau cười to, lập tức cùng nhau xuống núi. Sớm ngày thứ hai, đám người ngôn nhị nương say rượu mới tỉnh, sau khi tắm rửa sảng khoái một chút, liền đến tiền điện gặp nhau. Còn chưa nói được nửa câu, trên nóc điện vang lên len ca len keng, giống như có người đang đập cái gì, mọi người nghe thấy thanh âm vội vàng chạy ra điện, liền nhìn thấy một nam nhân to lớn ngồi xổm ở trên nóc nhà tay cầm búa đánh đánh gõ gõ ngôn nhị nương lắp bắp kinh hãi tần trọng hải xưa nay lười biếng lười nhác sao có thể một mình làm mấy việc vặt vãnh này nàng ngẩng đầu kêu lên tần tướng quân huynh một đêm không ngủ sao tần trọng hải cười ha ha từ trên mái nhà nhảy xuống nói các ngươi đều tỉnh rồi đào thanh thấy hắn còn cầm búa vội vàng nói tần tướng quân ngươi là đại tướng của chúng ta, không cần làm chuyện vặt vãnh như vậy, để chúng ta làm được rồi. Tần Trọng Hải cười nói, sơn trại chúng ta chỉ có mấy tiểu miêu tiểu cầu, cần gì phải phân chia. Ai cũng như nhau, hắn phẩy phẩy tay, theo đó giọng nói kêu lên, lão hạng. Lại đây trong chốc lát, đám người ngôn nhị nương nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, lão hạng. Đang ngạc nhiên, nhìn thấy hạng thiên thọ vội vàng chạy tới, mỉm cười nói, lão đệ có chuyện gì phân phó. Ngôn nhị nương nghe thấy hai người xưng hô thân mật, không khỏi tràn đầy kinh ngạc, thầm nghĩ, sao mới một đêm không gặp, hai người dường như lại rất quen biết. Tần Trọng Hải không để ý tới vẻ mặt của nàng nói, sơn trại chúng ta vừa mới dựng lại, có rất nhiều việc phải làm, ta có một số việc muốn nhờ các vị, mong mọi người vất vả tận tâm đi làm. Đào Thanh vui mừng, ngay lập tức kéo cáp bất nhị, để thanh đáp ứng, tướng quân yên tâm, ta tận tâm kiệt lực, nhất định sẽ cố gắng hết sức không để sai sót. Tần Trọng Hải mỉm cười nhìn ngôn nhị nương, nói, nhị nương, cô và hạng đường chủ võ công cao cường, tốc độ nhanh, phiền hai người hai ngày xuống núi, tìm hiểu tình hình đóng quân cách đây trăm dặm của triều đình. Lần đầu tiên ngôn nhị nương nhận được mệnh lệnh, tất nhiên là tinh thần phấn chấn, vội nói, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Tần Trọng Hải gật đầu, quay sang nhìn cáp bất nhị phân phó, sơn trại chúng ta lương thực không đủ, cũng thiếu gia súc, làm phiền cáp huynh đệ cùng Âu Dương Dũng đến thiên thủy một chuyến mua ít ngựa và gia súc về. Cáp bất nhị mở to hai mắt tròn xoe, ngơ ngác nói, chúng ta không có tiền, mua cái gì? Tần Trọng Hải đưa mắt ra hiệu, hạng thiên thọ lập tức lấy ra năm thiết dương, ném xuống đất, cười nói, thế này đủ chưa? Đám người đào thanh vội vàng xông về phía trước, thấy tổng cộng 5 thiết dương, 20 thỏi vàng được xếp ngay ngắn bên trong, mỗi thỏi nặng 50 lượng, không ngờ có tới 5.000 lượng bạc trắng, không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Ngôn nhị nương nhíu mày nói, số tiền này từ đâu ra? Trộm sao? Tần Trọng Hải nhún vai nói, cái gì trộm, sao nói khó nghe như vậy? Chúng ta mượn được từ một nhà hào môn địa phương, hiểu chưa nói rồi nhìn hạng thiên thọ cùng nhau cười to với vẻ mặt rất tự hào mọi người đều a à một tiếng thế mới biết tần trọng hải tối hôm qua một đêm không ngủ đi làm cái việc trộm này nhìn thấy trên năm thiết dương đều có dán bạc phô giấy niêm phong lại không biết nhà nào suối quẩy năm chiếc thiết dương này cực kỳ nặng hạng thiên thọ và tần trọng hải có thể mang theo chạy gấp võ công thực sự lợi hại ngôn nhị nương trong lòng bội phục Chắp tay cười nói, "Hạng đường chủ thân thủ cao minh, tiểu nữ cuối cùng đã được chứng kiến." Hạng Thiên Thọ cười nói, "Trộm thì dễ, nhưng mua thì khó." Tần tướng quân và ta tướng mạo không được tốt, một người đầu chọc trừng mắt, một người chân mày sắt đá, vừa đến thành Thiên Thủy, sợ sẽ hù chết dân chúng, chỉ có làm phiền các ngươi đi xử lý." Ngôn Nhị nương cười khúc khích, nói, "Quyết định vậy đi, để đám người thố tử làm việc đó." hạng thiên thọ bộ dáng cổ quái tần trọng hải hung thần ác sát nhưng huynh đệ ngôn nhị nương cũng không phải gương mặt diện mạo hiền từ nhìn kim mau quy hình thể béo lùn hình dáng cáp bất nhị buồn cười thiết nghiêu nhi giống như quái vật mỗi người đều là hình thù kỳ quái nhưng so với diện mạo trời sinh thổ phỉ của tần trọng hải đám người cáp bất nhị có thể được coi là những người bình thường lập tức liền giao cho bọn họ vào thành môi giới phân phó sự tình đã xong Cáp Bất Nhị và Âu Dương Dũng cùng nhau đến Thiên Thủy. Ba người Tần Trọng Hải, Ngôn Nhị Nương và Hạng Thiên Thọ xuống núi kiểm tra quân tình. Đào Thanh Trời sinh tính cẩn thận, vì vậy để hắn chịu trách nhiệm ở lại sơn trại. Mắt thấy Tần Trọng Hải phân công thích đáng, trong lòng thầm khen. Tần tướng quân thật không hổ là tướng quân xuất thân triều đình, làm việc gì cũng rất tốt và có trật tự. Nhớ tới người này hành sự lão luyện, khí lượng quảng đại, càng cảm thấy sơn trại phục hưng có hy vọng. Ngày này ai cũng đi làm, đến tối thì từng người một trở về núi. Cáp Bất Nhị và Âu Dương Dũng từ Thiên Thủy trở về trước, thấy họ mua mười mấy con ngựa, lập tức mang theo một lượng lớn lương khô và vật dụng, chắc là tiêu rất nhiều tiền, nhất định hưởng thu danh đại gia uy phong cả ngày. Đào Thanh bước tới đón, cười nói, thế nào? Thành Thiên Thủy vẫn sôi động chứ? Cáp Bất Nhị cười nói, còn nói sao? Từ lầu kỹ viện, nhà thổ sòng bạc, không thiếu cái nào. Sao, người cũng muốn đi chơi sao? Đào Thanh nhíu mày nói, nói đến những nơi phong nguyệt này, không phải đang lãng phí tiền bạc sao? Cáp bất nhị cười mắng, này, đừng có tùy tiện sắp xếp, chúng ta đi mua bột mì và lương khô trước, sau đó đi mua hạt giống non, người nhìn nhiều đồ như vậy, nặng như vậy, đâu ra thời gian làm chuyện xấu. Cáp bất nhị lại nhảy kể rõ, Đào Thanh cũng lười nghe, đi lấy đồ trên lưng ngựa, trên tay cầm hai gánh gạo to, đang khom người đột nhiên nhìn thấy dấu vết quan văn trên mông ngựa. Đào Thanh trở nên nghi ngờ, gọi cáp bất nhị chỉ vào ấn ký nói, những con ngựa này đến từ đâu? Không phải cướp phải không? Cáp bất nhị cười nói, ngươi thật thông minh. Trên đường gặp mấy cẩu quan dắt ngựa tốt, nhìn không vừa mắt, liền cướp tại chỗ đánh cho một trận. Ha ha, thật là thống khoái đào thanh kinh hãi vội vàng nhìn âu dương dũng thấy hắn cũng liên tục gật đầu liền biết cáp bất nhị nói thật nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của đào thanh cáp bất nhị cảm thấy kỳ lạ nhíu mày nói xem ngươi sợ đến thế nào chúng ta không thể trêu chọc quan phủ sao đào thanh hít một hơi thật sâu nói khoan hãy nói về điều đó trước tiên hỏi ngươi một câu hai ngươi không nhắc đến tên sơn trại phải không cáp bất nhị cười nói đồ ngốc này, khó khăn chiêu binh mãi mã, lên núi kết bè kết đảng, có được uy phong như vậy, sao có thể không nhắc đến uy danh sơn trải. Đương nhiên tuyên dương một chút, ha ha, bằng không mặt mũi của nội thương sơn để ở đâu. Đào thanh toàn thân phát run, run giọng nói, thố tử, ngươi. Nói cho ta biết, tại sao tần tướng quân không tự mình đến thiên thủy. Chân hắn, chân hắn không dài sao? cáp bất nhị cười nói không đúng hắn trưởng thành không đàng hoàng còn sợ triều đình sẽ nhận ra danh tính nên mới yêu cầu chúng tôi đi đào thanh sầu thảm nói ngươi cũng biết điều đó vậy ngươi vì sao còn xuống tay cướp ngựa ngươi điên rồi sao cáp bất nhị khịt mũi đưa tay gãi gãi đầu sắc mặt hãy còn mờ mịt hai người nói chuyện chợt nghe một người nói các ngươi đã về rồi đồ vật mua sao rồi ba người nhìn lại, chỉ thấy ngôn nhị nương cùng hạng thiên thọ đã trở về núi. Đào thanh nhíu mày, đẩy cáp bất nhị thúc giục, tự mình nói đi. Cáp bất nhị còn không biết lợi hại, nghênh ngang đi về phía hai người bọn họ, cười nói, đại tỷ nhìn xem, chúng ta cướp về rất nhiều ngựa quan. Ngôn nhị nương sừng sốt, vội vàng đi kiểm tra, quả nhiên là ngựa quan, liền run rẩy suýt nữa ngã xuống đất. Cáp bất nhị ngạc nhiên nói, đại tỷ làm sao vậy có đau bụng không ngôn nhị nương lấy tay che mặt buồn bã nói sơn trại mới mở lại chưa được hai ngày các ngươi đã gây phiền toái trời à các ngươi quên mất triều đình ác độc thế nào sao cáp bất nhị ngơ ngác nói kỳ quái các ngươi đang sợ cái gì tần tướng quân bọn họ không phải cũng đi trộm cướp về sao chúng ta làm như vậy có gì không đúng ngôn nhị nương tức muốn hộc máu thét to, đồ ngốc, người ta là đi trộm tiệm bạc, người cướp chính là nha môn. Nàng rất tức giận, định một bà tai đánh vào mặt cáp bất nhị. Một bà tai sắp hạ xuống, đột nhiên một người vươn tay ra chặn cho cáp bất nhị bà tai này. Mọi người vội vàng xem, lại là Tần Trọng Hải đã trở về, chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời, phòng trừng đã nghe được cuộc trò chuyện của mọi người ngôn nhị nương vừa thẹn vừa tức cúi đầu nói thật xin lỗi mấy huynh đệ của ta không hiểu chuyện chuốc họa vào thân tần trọng hải lắc đầu nói không quan trọng hiện tại chuyện đã bại lộ chúng ta liền thu dọn đi dù sao sớm muộn cũng phải từ chiến với triều đình sớm muộn gì cũng như nhau cáp bất nhị nghe tần trọng hải nói chuyện mới biết sự việc nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng nhưng hắn từ trước đến nay mạnh miệng hãy còn phản bác nói chúng ta cùng lắm chỉ cướp một vài con ngựa, triều đình làm sao biết sự thật. Sẽ không đánh tới đây đâu. Tần Trọng Hải thở dài, phụ thân ta năm xưa là tử thù của triều đình. Đến nay cả triều đình văn võ nhắc đến nộ thương sơn vẫn cảnh giác sợ hãi, bây giờ ngựa quan bị cướp, họ sẽ cử người đi báo cấp trên, tin tức chắc chắn sẽ chuyển đến tai phe Giang Sung. Theo như ta sở liệu, trong vòng 10 ngày, sẽ có binh mã bao vây núi mọi người cả kinh nói, nhanh như vậy. Quyền 11 chương 9 khói báo động tái khởi, hồi 3 Cáp bất nhị cũng hoảng sợ, nhất thời cứng họng không nói nên lời, tần trọng hải vỗ vai hắn, ý bảo anh đừng tự trách mình. Lúc này không nói thêm lời nào, hét lớn, hạng thiên thọ đâu. Hạng thiên thọ sừng sốt, vội vàng tiến lên, chắp tay nói, tướng quân có chuyện gì phân phó. Tần trọng hải trầm giọng nói, Sơn trại ngày trước nếu có việc, làm cách nào để truyền tin? Hạng Thiên Thọ không biết vì sao lại hỏi vấn đề này, ngây người sau một lúc lâu, mới nói, trên núi có một phong hỏa đài, chỉ cần bốc cháy lên khói báo động, khói đen bốc thẳng cao trăm trượng, trong vòng trăm dặm tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Tần Trọng Hải cao giọng nói, được rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta châm lửa báo hiệu đi. Vừa nói vừa định rời khỏi đại điện, hạng thiên thọ cả kinh, vội vàng đưa tay ngăn cản, nói, tướng quân chậm đã. Khói báo động phát ra, sợ huynh đệ trước kia không tới, lại dân bĩnh mã quan quân từ các quận lân cận tới, đến lúc đó chúng ta kẻ hèn chỉ có 5-6 người, làm sao có thể chống lại thiên quân vạn mã. Tần Trọng Hải cười lớn nói, muốn làm lớn chuyện, sao có thể chỉ nghĩ cho thân mình. Dù sao lời đồn cũng đã chuyển ra, triều đình khi nào xuất quân tới đây, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta ngồi yên chờ chết, không bằng đánh đòn phủ đầu." Đào Thanh kinh ngạc nói, cho nên cho nên tướng quân dứt khoát đốt khói làm tín hiệu gọi huynh đệ trở về núi. Tần Trọng Hải cười nói, "Đúng là như thế. Lần này khói báo động tái khởi, thiên hạ đều biết. Nếu như Triều Đình lần này nhanh hơn các huynh đệ cũ một bước, như vậy mọi người chỉ còn cách bỏ chạy rời đi." nếu như huynh đệ cũ có tình có nghĩa, ngược lại so với triều đình trở về núi nhanh hơn một bước, hắc hắc, khởi sự của chúng ta lần này thành hơn phân nửa. Hắn nói tới đây, hai mắt nhìn mọi người trầm giọng nói, chư vị, chúng ta không có lựa chọn nào khác, đành phải đánh cược một phen. Mọi người liếc nhau, đều sừng sốt, hồi lâu không nói nên lời. Chỉ có ngôn nhị nương thù hận triều đình cực điểm, sớm không để ý tính mạng, ở một bên trầm trồ khen ngợi mọi người đi được tới phong hòa đài tần trọng hải là xuất thân tướng quân du kích biết dùng khói hiệu như thế nào nên cùng hạng thiên thọ tìm củi khô chất thành đống sắp xếp sau đó vận khởi chiêu thức hòa tham nhất đao hạ xuống chỉ nghe một tiếng bùm thật lớn ngọn lửa cuồng nộ vút lên trời thẳng tới chín tầng mây vô cùng kinh người trong đêm tối hạng thiên thọ kinh ngạc nói làm tốt lắm đây là loại công phu gì tần trọng hải cười nói không dối gạt hạng lão ca, đây chính là Hỏa Tham nhất đao, chân truyền của Cửu Châu Kiếm Vương, có được không? Hạng Thiên Thọ trong lòng run lên, vội vàng nói, thì ra tướng quân là đồ đệ của Phương Tiên Sinh. Thật là thất kính. Ngọn lửa sáng đến mức nhuộm đỏ bầu trời đêm, với cường độ của ngọn lửa, có thể nhìn thấy và nghe thấy từ hàng trăm dặm, nghĩ đến quan quân các châu lân cận nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, chắc chắn chấn động không thôi. Đám người ngôn nhị nương đứng ở bên xem, mặc dù họ không biết tương lai sau này thế nào, nhưng sơn trại đã không đốt lửa hiệu trong 18 năm, bây giờ ngọn lửa lớn lại bắt đầu, phảng phất khí thế thiên hạ năm đó của Nộ Thương Sơn. Mọi người thấy vậy vừa mừng vừa sợ. Sau khi gió lửa nổi lên, Tần Trọng Hải biết Triều Đình sẽ phái gián điệp đi dò xét nên lệnh cho Đào Thanh và Hạng Thiên Thọ xuống núi canh giữ đường đi, nếu có có gì bất thường, bất cứ lúc nào cũng quay về núi báo cáo mặt khác hắn cũng lệnh cho các bất nhị chuẩn bị đồ nhắm và rượu chiêu đãi huynh đệ sắp đến. Đêm đã khuya, Tần Trọng Hải biết đêm nay mình sẽ không ngủ được. Sau khi giải thích rõ ràng sự việc, hắn rời tảng đá, một mình ngồi trên phong hỏa đài xem xét tình hình, trong lòng đánh giá thế cục trước mắt. Mặc dù người này tướng mạo lỗ mãng, kỳ thật rất có lòng giả. Lần này triều đình biết được tin tức, mấy ngày nữa sẽ phái binh tấn công nộ thương, lấy nhân lực hiện tại của hắn, căn bản không chịu nổi một đòn, nhưng khói báo động đã đốt lên, huynh đệ năm xưa coi trọng hai chữ nghĩa khí, có thể trở về núi, kế hoạch này tuy rằng mạo hiểm lại cũng là một con đường tắt để chiêu mộ binh mã. Nếu những người huynh đệ ngày xưa lạnh lùng hơn nhiều so với tưởng tượng thì cũng không có gì, chỉ cần dẫn đám người ngôn nhị nương, hạng thiên thọ vào rừng làm thổ phỉ. Với thực lực võ công của bọn họ, nếu muốn vào lục lâm giết người phóng hỏa, tự cũng có cục diện của riêng mình. Tần Trọng Hải thở dài, ý định khôi phục sơn trại của hắn là chiêu hiền nạp sĩ, hùng cứ một phương, nếu thực sự trở thành thổ phỉ cướp nhà, sẽ không còn mặt mũi nào gặp phụ thân. Y ngẩng đầu nhìn ngọn lửa hải đăng, lại nghĩ đến liễu ngang thiên, thầm nghĩ, ta lần này đốt lên khói báo động, không muốn gây phiền phức cho hầu ra. Hai, lửa cháy rồi sao còn nghĩ đến chuyện của người khác, ngày mai thế nào còn chưa biết rõ. Chợt nghe ầm vang một tiếng, chân trời sáng lên một đạo tia chớp, có vẻ như trời sắp mưa. Tần Trọng Hải hừ một tiếng, thầm nghĩ, khó khăn mới đốt được lửa lớn như vậy, ông trời đừng tới quấy dày. Cái gọi là trời có mưa gió thất thường, lo lắng bất quá sau một lúc lâu, quả nhiên mưa to tầm tã, Tần Trọng Hải toàn thân ướt sũng hắn trong miệng tức giận mắng không thôi, cố gắng ở đó thêm dầu thêm lửa, sợ lửa sẽ tắt. Đang lúc vội vàng, một người bước nhanh chạy tới, cả kinh nói, thế nào? Lửa tắt rồi sao? Tần Trọng Hải lau nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn, liền thấy nữ tử xinh đẹp ướt đầm chạy tới, là ngôn nhị nương. Tần Trọng Hải hừ một tiếng, nói, mưa to quá, cô mau về phòng đi, đừng để bị cảm lạnh, ta ở đây trông chừng ngôn nhị nương nhổ nước bọt nói người lại thế rồi ngôn nhị nương ta xuất thân nơi chiến trường có cảnh tượng nào chưa từng thấy qua dầm mưa thì có gì phải sợ nói rồi ôm củi khô chất thành đống dưới cái lán bên canh phong hòa đài để khỏi bị mưa tạt ướt hai người bận rộn một lúc tần trọng hải thấy lửa vẫn đang cháy mạnh trong thời gian ngắn chưa thể tắt nên vội vàng kéo ngôn nhị nương lại nói được rồi chúng ta trốn đằng kia đi nói rồi theo ngón tay chỉ vào chỗ tảng đá lớn phía dưới có một cái hõm đủ cho hai người trú mưa hai người trốn vào đứng cạnh nhau tần trọng hải thấy nàng cả người ướt đẫm nhịn không được cười nói nửa đêm cô không ngủ đi tìm mưa đúng là tự chuốc khổ ngôn nhị nương hừ một tiếng đang định chửi bới chợt thấy tần trọng hải trên mặt dính đầy nước mưa liền lấy khăn ra lau cho hắn chỉ là khăn tay cũng dính đầy nước lau hồi lâu, Tần Trọng Hải vẫn như gà rớt vào nồi canh. Tần Trọng Hải khẽ mỉm cười, phát động nội lực trong cơ thể, không lâu sau, hơi nước bốc lên, thân thể khô mát. Ngôn nhị nương kêu lên một tiếng, cười nói, ta quên mất huynh có một thân công phu như vậy, lại làm hỏng khăn tay của ta. Nói rồi gấp khăn tay lại, nhét vào trong ngực. Tần Trọng Hải thấy nàng còn ướt sũng trên mặt, giang rộng hai tay, cười nói, lại đây để ta giúp cô lau khô thân mình ngôn nhị nương thấy tần trọng hải ánh mắt sáng người nhìn mình nhịn không được đỏ bừng mặt quay đi tần trọng hải giữ chặt cổ tay nàng nhẹ giọng nói đừng ngại chúng ta sống chết có nhau xem như huynh đệ hoạn nạn đừng ngại vừa nói vừa dùng lực kéo ngôn nhị nương vào lòng ôm lấy quanh người nàng ngôn nhị nương được hắn ôm vào lòng tim không khỏi loạn nhịp một lúc sau nghĩ đến cảnh hai người ôm nhau trên đỉnh châu mẫu, từ từ chuyển sang vẻ mặt ôn hòa, như hai người trở lại cảnh tượng ngày hôm đó, nơi họ đang sưởi ấm cho nhau. Ngôn nhị nương nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, tần tướng quân, huynh vì triều đình đánh giặc trước kia, trong lòng giờ đang suy nghĩ cái gì? Tần trọng hải nghe nàng gọi mình là tướng quân, lập tức cúi đầu nhìn vào trong lòng, cười nói, nhị nương, cô vẫn luôn gọi ta tần tướng quân, hoặc là tùy tiện gọi cả tên lẫn họ, từ nay về sau gọi ta là Trọng Hải đi." Ngôn Nhị Nương trên mặt hơi ửng hồng, nói: "Ta gọi huynh là Trọng Hải, vậy huynh, huynh gọi ta là gì?" Tần Trọng Hải cười nói: "Gọi một tiếng nhị nương được không? Nếu không thích có thể gọi muội muội cũng được." Ngôn Nhị Nương năm nay 34 tuổi, so với Tần Trọng Hải còn lớn hơn 2 tuổi, nghe hắn gọi hai chữ muội muội giống như người này thật sự là đại ca của mình. Nhất thời giấu mặt trong ngực hắn, e thẹn nói, hiện nay binh hoang mã loạn, mọi người gọi thế nào cũng được, không cần chú ý nhiều. Tần Trọng Hải cười nói, lời là cô nói đó, vậy từ nay về sau ta sẽ gọi cô là A Hoa. Ngôn nhị nương đỏ mặt, dãy rụa đứng dậy, tức giận nói, cái gì A Hoa? Gọi ta như vậy? Huynh có gan gọi lại lần nữa xem trong lúc tức giận muốn vươn tay đánh, nhưng Tần Trọng Hải vội vàng né tránh, cười nói, được. Không gọi là A Hoa cũng được. Hắn nắm lấy bàn tay của ngôn nhị nương, ôm cô vào lòng, cười nói, từ nay về sau, gọi là nương tử được không? Ngôn nhị nương nghe xong lời này, chỉ cảm toàn thân bùn rùn vô lực, nàng dãy rủa tức giận nói, ngươi đừng khinh bạc ta. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy tức giận của nàng, Tần Trọng Hải đưa tay ôm lấy eo thon của nàng, cười nói, nhị nương đừng khinh thường ta. Tần mỗ là người như thế nào, sao có thể khinh thường huynh đệ của chính mình? Để ta nói rõ ràng, chúng ta ba mươi mấy rồi, không còn là trẻ con nữa. Ngôn nhị nương liều mạng dãy rùa, thét to, huynh rốt cuộc muốn làm cái gì? Tần Trọng Hải đưa miệng lại gần, thổi vào tai ngôn nhi nương, nhỏ giọng nói, ta muốn cưới nàng làm thê tử. Ngôn Nhị nương ngây ngẩn cả người, hai người tuy đã thân thiết nhiều ngày, nhưng cục diện trước mắt căng thẳng, ăn bữa hôm lo bữa mai, thật sự không ngờ Tần Trọng Hải lại có thể cầu hôn vào lúc này. Nàng nhìn khuôn mặt to lớn với chiếc mũi cao và đôi mắt chim ưng của Tần Trọng Hải, nếu nàng thực sự đồng ý thì nam tử to lớn này sau này sẽ là trượng phu của nàng. Đột nhiên, cảm thấy tim mình đập thình thịch, toàn thân nóng vô cớ nóng ran lên. Tần Trọng Hải thấy nàng không nói một lời, sợ nàng không đồng ý nên nhanh chóng siết chặt tay nói, nhị nương, ta là thật tình. Họ tần ta chinh chiến tứ hải, từ trước tới nay chỉ luôn biết thanh lâu nữ tử phong tình, cũng không biết trên đời thật sự có nữ anh hùng. Từ lúc quen biết nàng cho tới nay ta chưa bao giờ quên nàng. Nói rồi buông tay ra, quỳ dạp xuống đất, bái nói, thương ta nhiều năm cô đơn, cầu nhị nương cưỡi ngựa cùng người, Huyên náo đại chiến Giang Nam Bắc. Tần Mỗ lấy được một thê tử như thế này, cả đời không uổng. Ngôn Nhị Nương vừa thẹn vừa mừng, cầu hôn từ trước đến nay ai mà không phải tìm bà mối, còn nghi lễ đi tới đi lui, sao có người có thể hỏi một câu như vậy, quả thật giống như cường đạo. Nàng quay khuôn mặt xinh đẹp sang một bên, nhìn trời đêm mưa bụi, thấp giọng nói, dưới đầu gối của nam nhân có vàng, huynh đừng quỳ như vậy, khó coi quá tần trọng hải dập đầu nói có thể có được giai nhân làm bạn vàng là thứ nhảm nhí gì nếu nàng không đồng ý ta sẽ không đứng dậy ngôn nhi nương đầy mặt ngượng ngùng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của tần trọng hải trong lòng nàng thầm nghĩ mình có nên đồng ý với huynh ấy không muốn mở miệng đồng ý rồi lại xấu hổ khó xử sợ đám người đào thanh thấy được sẽ chê cười phải từ chối ngay nhưng lại sợ tần trọng hải từ đây sẽ chết tâm cũng là nàng trời sinh tính thẹn thùng chỉ muốn tìm cách che đậy mà thôi lúc này chợt nghe từ chân đỉnh có tiếng hét lớn sao lại đổ mưa rồi đừng để lửa hiệu tắt theo tiếng bước chân ở đó dường như có rất nhiều người đi lên sắc mặt ngôn nhị nương thay đổi vội vàng nói huynh huynh các huynh đệ tới rồi chuyện đó sau này sẽ nói được không tần trọng hải lắc đầu nói không được Ta ở đây quỳ chờ nói." Ngôn Nhị Nương nghe tiếng người càng ngày càng chạy đến gần hơn, khi họ nhìn thấy Tần Trọng Hải vô cớ quỳ xuống, tất sẽ mở miệng chất vấn, nàng lại hoảng lại sợ, chỉ nói: "Huynh đừng quỳ, ta." Ta tạm thời đồng ý, chờ sau này lại bàn bạc kỹ hơn. Tần Trọng Hải khịt mũi, nhíu mày nói: "Hôn nhân đại sự, há phải trò đùa, nào có cái gì mà tạm thời hay không tạm thời." Chúng ta nam tử Hán đại trượng phu, một lời mà quyết, nàng mau nói một tiếng, rốt cuộc có làm thê tử của ta hay không? Ngôn Nhị nương trong lòng ngượng ngùng, không nghe được lỗi sai trong lời nói của Tần Trọng Hải, lập tức cắn răng nói, "Được rồi, ta, ta đồng ý, nhưng huynh phải đồng ý một điều, trước khi chúng ta thành hôn, huynh không được cư xử không đứng đắn, nếu muốn khinh bạc ta, đừng trách ta dùng phi tiêu bắn huynh." Tần Trọng Hải ngây ngẩn cả người, thoáng chốc ha ha cười nói, nữ nhân nàng thật là kỳ lạ, ta không đề cập đến động phòng hoa trúc, nàng liền muốn ta đừng sằng bậy. Nhị nương a hát, rốt cuộc nàng còn gấp hơn ta. Ngôn nhị nương vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lập tức đá chân vào Tần Trọng Hải, Tần Trọng Hải đang quỳ dạp xuống đất sao có thể né tránh. Lập tức bị nàng đá bay ra khỏi động. Hắn lăn lộn một hồi thoáng chốc người bị ngấm đầy nước, nhưng vẫn cười lớn. Cáp bất nhị và Âu Dương Dũng ở một bên, nhưng đầy mờ mịt không biết họ đang tranh cãi về điều gì. Mưa to tầm tã, ngọn lửa nộ thương sơn tiếp tục bùng cháy, khói đen bay thẳng lên trời xanh, trông như một con rồng giận dữ đang gầm thét trên bầu trời. Trong đêm khuya mưa gió, một vị sư dưới chân núi mặc áo mưa sơ dừa, nhìn lên trên đỉnh khói đen. Hắn thở dài, thấp giọng nói, Hòa bình sau 20 năm lại muốn đánh giặc. Ông lấy ra một con bồ câu trắng từ trong lồng tre, hai tay ôm nó rồi thả lên trời, bồ câu trắng cất cánh bay lên giữa mưa đêm mù. Nhìn từ xa, dường như nó đang cố gắng thoát khỏi vết cắn của con rồng đen. Chim bồ câu trắng bay lên trời, hướng thẳng về phía đông. Lúc sáng sớm, ánh bình minh tràn ngập khắp bầu trời, lũ lụt Hoàng Hà đã hiện ra trước mắt bóng trắng vội vã đi đến túp lều bên sông. Một hòa thượng mấp máy môi huyết sáo, bổ câu nghe tiếng bay xuống đậu trên tay nhà sư. Hòa thượng đã trung niên, bảo tướng trang nghiêm, nheo mắt lấy ra một tờ giấy từ trong ống bổ câu. Chăm chú đọc xong, hắn thở dài một hơi, lắc đầu nói, lời tiên tri thứ nhất đã nghiệm chứng. Tăng nhân hai bên đại kinh thất sắc, cuống quýt đứng lên, đồng thanh nói, nộ thương sơn thực sự bắt đầu hành xứ. Vị hòa thượng trung niên đặt tờ giấy vào trong ngực, thở dài, đúng vậy, nộ thương tái khởi, thảm họa chiến tranh thiên hạ không còn xa nữa. Hào kiệt năm đó nều cùng nhau trở về núi, tình thế thiên địa tất nhiên nghịch chuyển. Chúng tăng sắc mặt thảm đạm, tạo thành chữ thập nói, A-di-đà Phật. Vị hòa thượng trung niên nhìn chằm chằm xuống đất, lắc đầu nói, có nhân tất có quả, có quả tất có nhân. Triều đình tàn bạo, phản tặc liền sinh. 20 năm trước gieo nghiệt nhân nghiệp quả, cuối cùng cũng đến lúc phải dọn dẹp. Ông thở dài hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn đám tăng sĩ, nói, việc này không nên chậm trễ, linh âm sư huynh, thỉnh ngươi tức khắc chạy tới kinh thành, gọi túc quan sư đệ trở về một chuyến. Một tăng nhân cao lớn quát, phương trưởng chúng ta trực tiếp đến nội thương sơn để diệt trừ đám yêu ma này. Hòa thượng trung niên kia lắc đầu nói, lửa ma dáng thế, chính là nghiệp báo, không phải một hai người chống đỡ được. Chùa ta năm đó hy sinh rất nhiều, không cần phải hy sinh thân mình vì gian thần nữa. Ông nhìn về phía xa, bình tĩnh nói, mọi người, hãy quay trở lại chính viện Tung Sơn ngay lập tức, thỉnh thiên tuyệt sư thúc xuất quan định đoạt. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.